Ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy thì môi của chị Phương mới mắc là sau một tuần đúng không ạ? Vâng ạ, môi sau bong một tuần, tuy nhiên thì màu môi lên rất là trong trẻo và rất là tươi tắn. Và cái màu môi mà chị Phương sử dụng thì như chúng ta có thể thấy thì rất hợp với màu da của chị, nhìn rất là tươi tắn. Và đây là môi bong sau một tuần đấy mọi người nhá. Vâng, với cái cặp môi như này thì chắc chắn là chị sẽ không cần dặm lại một lần nào đâu ạ.